cảm ơn. À, hôm nay con đại diện cho Mạnh Thường Quân trên Facebook của chị ấy lên ngoài Châu Đốc á, gửi cho bà 500 ngàn này với 10 ký gạo. Dạ. Con xin đọc tên là một Mạnh Thường Quân ẩn danh, gửi cho bà 300 ngàn. Em Trần Mimi 10 ký gạo. Dạ. Với em Quỳnh Gia Phát là 200 ngàn. Dạ. Là tổng cộng trên Facebook của chị Lê ngoài Châu Đốc đó. Dạ. Các Mạnh Thường Quân gửi cho bà là 500 ngàn 10 ký gạo nha. Mạnh Thường Quân cô Nhung Mai. Dạ. Ở bên Úc á. Dạ. Gửi tặng cho bà là 750 ngàn. Dạ. Ha, bà nhận giùm con. Dạ. Cái này là phần này của cô Nhung Mai nha. Dạ. Ở bên Úc, ở bên nước ngoài để gửi tặng cho bà. Dạ. Ta có xem cái clip đó rồi ta thấy bà đã thương người ta gửi tặng. Dạ. Ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin chân xin cảm ơn cô Nhung Mai rất là nhiều. Gửi tay mặt nha, gửi tay mặt nha, ở đây nè. Gửi tay mặt luôn. Bà Hai ơi, có nhà không? Có. Bữa nay sẵn đi công viện ghé thăm bà luôn. Trời ơi, khỏe không? Khỏe rồi, đi ở đây. Đang làm gì vậy? Đang làm gì vậy? Cho sư biết coi đang làm gì vậy? Đang nấu nướng gì vậy? Đầu thằng làm hồi nay. Hả? Làm bánh, dịch đầu đi. Vậy hả? Dạ. Làm bánh gì vậy? Làm thôi hồi nay. Chá thông nốt quá hả? Dạ. À. Rồi bình dân vừa hết đau chưa? Dạ, cái chân con bên đây cũng bớt, cũng đỡ rồi. Dạ, okay. Vết thương nó khô rồi nè. Nè. Tè đấu. Dạ. Tè đấu. Dạ, con tái xe gần chỗ tức dập á. Dạ. Rồi cái trái thốt nốt này là bà làm bánh đó hả? Dạ. Ủa? Bánh. Vậy là cái màu bánh bò là của cái thốt nốt này đây hả? Dạ. Ngộ ha. Dạ. À, thì ra là cái màu của bánh bò thốt nốt là cái trái này đây hả? Dạ. Vậy mà con không biết nè. Lấy cái nước này hả? Dạ, cái nước này. Lấy nước này mình pha với bột thì sao? Dạ, dạ, pha với bột. À, vậy hả? Dạ. Rồi mới làm cái bánh bò thốt nốt. Dạ. Ở đâu bà làm thử cho con một trái thử coi. Tước coi thử coi. Ở đây đấy. Đâu tước sao đâu? Nước, chưa làm nước. Thơm quá ha. Ừ, thơm. Lên cái này là lên cái trái thốt nốt nè. Trái thốt nốt. Trái thốt nốt, bà lấy ra bà làm bánh bò á. Trái chín mới được phải không? Trái chín mới được ha? Chín mình được. Dạ, bên trong này là nó có cái không? Nó có cái trái ăn á? Trái được, vừa, ní được, chưa chín mình ăn được. Chưa chín ăn được? Dạ, non mình ăn được. Người già, già là không ăn được hả? Nên là làm bánh chín. À, chín là làm bánh thôi chứ không có ăn được. Ăn được là làm bánh. Vậy hả? Bên trong này là gì đây? Cọc bưa. Vậy hả? Hột. Hột trong hả? Dạ, hột hả? Dạ. Ngộ quá, nãy giờ mới biết luôn á. Dạ. Rồi bà ra trước rồi đi, con gửi một số quà của Mạnh Thường Quân người ta gửi cho bà. Dạ. Còn bà ngoại đâu rồi? Đâu rồi? Bà ở đâu? Mở cửa thôi coi. Cầm được quá. Ô, chào bà ngoại. Khỏe không? Dạ, dạ. Đâu má? Dạ. Con xuống con thăm hai bà. Sẵn đó con gửi cho hai bà một số quà của Mạnh Thường Quân người ta gửi cho hai bà. Dạ. Uống thuốc gửi tiền với gạo. Dạ. Dạ. Nhìn bà phúc hậu quá. 93 tuổi hả bà? 93 tuổi hả? Rồi bây giờ bà ra trước này luôn đi. Dẫn bà ra trước luôn đi hay là ngồi đây? Ngồi đây. Đây bà ngồi đây đi rồi. Dạ. Dạ. Yeah. Yeah. Bà hôm bữa giờ bà buôn bán đỡ không? Bán rồi. Ngày nay không bán rồi, nhức đầu. Nhức đầu hả? Dạ, ngày qua bán. Hết bán rồi hả? Dạ, ngày nay nhức đầu. Gì hả? Nghiêng bưa. Gì hả? Dạ. Bệnh hả? Bệnh. Rồi con cháu được có về thăm bà không? Con cháu không, đợi ta đi làm ăn hết rồi. Gì hả? Làm ăn hết hả? Dạ. Rồi bà, hôm bữa tiền của các Mạnh Thường Quân gửi cho bà đó rồi bà có đi bác sĩ mua thuốc gì uống gì chưa? Dạ,
đi mua thuốc, đi ba tôi thiếu người ta, cha người ta mua thuốc uống. À, thiếu người ta trả. À. Còn tiền thì mua thuốc uống. Dạ. Vậy hả? Dạ. Bà ngoại em gầy trung bình bán sao? Bà có được khỏe không? Hả? Được ngồi chơi. Khỏe đó. Dạ, dạ, dạ. Để, được rồi, để con đứng rồi. Dạ. À, ngồi chơi thôi. Dạ. Hai bà nè. Thì hôm nay con đến đây thì con chiếc thăm hai bà sẵn đó. Con ghé trao những cái phần quà của các mạnh thường quân ở bên nước ngoài người ta gửi cho hai bà. Bà hai ngồi chơi đi. Yeah. Xin trao cái số tiền của cô Nhung Mai ở bên Úc á. Yeah. Có gửi tặng cho bà là 750.000 ha. Nè. Bà giữ giùm con nè. Rồi, 750.000 này ha. Rồi, 750.000 này là của cô Nhung Mai ở bên Úc đó nha. Gửi tặng cho hai bà. Để cho hai bà có tiền mua thuốc men rồi cái với gạo rồi cái ăn ha. Rồi tiếp theo á là con xin đại diện anh Tuấn Dũng với chị Ái Lê và Châu Đốc á là các mạnh thường quân trên Facebook của anh chị á là một mạnh thường quân ẩn danh gửi cho bà là 300.000 ha. Rồi em Trần Vi Trần Mỹ Mỹ Trần Mimi Trần Mimi gửi cho bà là 10 ký gạo. Rồi em Quỳnh Gia Phát là gửi cho bà 300.000 nữa. Là tổng cộng là của ba mạnh thường quân ở ngoài Châu Đốc á. Rồi đầu tiên là mạnh thường quân ẩn danh, kế là em Trần Mimi 10 ký gạo, rồi tiếp theo là anh em Quỳnh Gia Phát là 300.000. Vậy là tổng cộng hết là cái phần này là của bà là 500.000 với 10 ký gạo nha. Rồi con gửi thêm nè, đây là cái bịch gạo đây. Đây 10 ký gạo này nha. Đó là chúc cho hai bà là luôn luôn dồi dào sức khỏe. Cảm ơn được luôn tức là. Dạ, cái này là gạo dẻo, gạo ngon. Anh ăn cơm nấu gạo. Dạ, dạ gạo nấu cơm ăn. Gạo. Dạ. Trời ơi có. Rồi có tiền thì để dành nó mua thuốc uống. Cho rồi. Dạ cho. Cho tiền, cho tiền, cho gạo, cho gạo tiền, vàng sụp bài sụp vàng biên tàu sụp rồi tôi nói bài sao ở trâu tổng mấy tư, là bà nói gì hả? Tạm ơn đi đâu làm phước, dạ vậy hả? Cảm ơn bà. Sẵn đây thì Tiến Dũng cũng xin gửi lời cảm ơn đến. Các mạnh thường quân đã ủng hộ cho bà một số tiền số gạo. Cảm ơn cô Mai Nhung với các mạnh thường quân ngoài Châu Đốc. Cô một tròn á, gạo tròn á. Dạ, dạ gạo. Bà cho gạo. Đây, bà phan. Rồi, ho ha, ho ha. Lấy nước cho bà uống rồi con, lấy nước cho bà uống rồi, có nước cho bà. Bà mà dạ, bà đang vui quá cho nên bà bị sặc rồi. Dạ. Lấy nước cho bà uống đi. Chai nước kìa. Dạ. Dạ. Bà ăn cơm đâu được không? Bà ăn cơm được chút chút ha, được một buổi ăn được có một chén không? Nửa chén hả? Gì hả? Nửa chén. Còn bà ăn được bà ăn được chút đấy. Gì hả? Chén nho. Dạ. Yeah. Ai chén đâu? Dạ. Uống nước. Một ngày bà uống hai bình nước hả? Bên này nè. Ngày bên này hả? Bên nước. Gì hả? Nấu nát luôn. Dạ. Nhà ở đâu? Con ở trên chợ Chi Tôn nè.
Ở trên chợ Chi Tôn á. Chi Tôn. Chi Tôn, Chi Tôn. Ồ, là Chi Tôn. Dạ, dạ. Ờ. Hôm bữa con có giới thiệu cái ông anh, ông xuống, ông thăm bà đó. Dạ. Đi xuống mấy người đàn ông đó. Dạ. Có ghé bà không? Ở đâu? Ở ngoài chợ Đốc á. Ờ, Đốc. Có ghé không? Ông lại đây. Dạ, dạ, ông có lại đây phải không? Lại đây tới bữa đó đi coi bốn người. Bốn người. Bốn người đàn ông á. Dạ. Có ghé thăm bà đó không? Dạ. Dạ. Thăm. Dạ, bữa đó là ông ghé là ông có cho tiền cho gạo gì không? Cho tiền 700. À 700 ngàn hả? Dạ, dạ, mấy người bạn ngồi chợ Đốc vô đó. Dạ. Tại vì người ta muốn tìm đến bà đấy mà người ta cho tặng tay. Dạ. Rồi mấy ảnh có ghé nhà con mà bữa đó cái chân con đau con không đi được, rồi con mới cho số điện thoại bà với địa chỉ đó. Dạ. Rồi mấy ảnh xuống mà ảnh tìm bà. Ờ, chơi là nước ra là té đâu biết té. Té ở gần Tức Dập nè. Ồ. Dạ. Con đi quay phim thì bị té. Dạ. Chạy sụp ổ gà. Tè đâu, tè đặt chân, đặt chân tập chi không biết. Yeah. Tè đâu. Dạ dạ. Kìa bà nói gì kìa, bà nói gì kìa. Ông mà bình nông tài. Ờ, cái mà phải tuôn. Ông mà phải tuôn tài. Ờ. Về nhà đâu nha. Dạ. Tuôn. Mấy đứa con cháu mà nó biết Mạnh Thường Quân giúp đỡ chắc cũng vui lắm ha. Dạ, mời tư. Lục luôn tịch đâu. Dạ. Hỏi tắm nước đi, bà hỏi tắm nước đi, chào tắm nước đi. Tắm nước hả? Tắm hả? Ờ, bà, tắm chào rồi. Tắm nước. Dạ, vào tắm hả? Vào tắm hả? Tắm nước chút không? Ôi, chào đi tắm nước đi. À, vậy hả? Bà kêu con đi tắm hả? Dạ. À, bà thấy con nực đổ mồ hôi hả? Bà kêu đi tắm hả? Chào em. Dạ. Tắm chút đi. Dạ, dạ, dạ. Để con nha. Một chút nữa con về nhà con tắm luôn. Bà kêu con đi tắm hả? Ờ, chào đi tắm chút đi. Tắm chút đi. Dạ, dạ. Rồi, chúc cho hai bà dồi dào sức khỏe nha. Dán giữ gìn sức khỏe. Có có tiền mua đồ ăn rồi ăn bồi dưỡng rồi vô. Bà hỏi bạn bạn có khoe vậy nè. Hả? Bà hỏi bạn bạn có khoe vậy nè. Uống. Bán cà phê uống hả? Vậy hả? À, bà hỏi uống cà phê bà kêu cho uống hả? Vậy hả? Ngồi chơi. Ngồi chơi. Ngồi chơi uống cà phê nha, bà mời uống cà phê nha. À, bà mời uống, bà mời ngồi chơi uống cà phê. Uống cà phê. Nha. Được rồi bà, con cảm ơn bà. Ngồi chơi đi. Ngồi chơi đi ha. Vậy bà mang cà phê cho con uống hả? Bà mang cà phê cho con uống hả? Bà không có tiền. Rồi không có tiền hả? Nè 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 tiền nè, tiền đi qua nè. Nè tiền nè. Nè tiền nè. Tiền. Đây nè tiền nè, thấy không? Thấy thấy tiền không? Bà đi không bán, không bán à. Gì hả? Bà đi không được. Đi không bán. À bà đi không được. À đau chân bà đi không được. Đau nè. Đau. Dạ đau đau chân. Đau nên nè. Dạ dạ. Đau không bán à. Dạ. Đau chân rồi hết đi được rồi. Đi không được. Đi mua cà phê không được. À đi mua cà phê không được rồi. Dạ. Dạ. Gây hôm bữa giờ mấy đứa con rồi nó đi làm ở Bình Dương đó, nó có về thăm bà không? Không đi lâu rồi chưa thăm. Vừa rồi là như là Tết đó, nó có về không? Tết Khmer đó. Tết mà có về không? Về rồi hai bạn ơi. Về đây về hai người bạn ơi. Dạ, về đây hai ba người ha. Chơi được mấy ngày là thăm bà rồi đi đó hả? Thăm bà hết Tết đi nữa. Dạ. Đi rồi. Đi hả? Hết Tết. Hết Tết rồi đi ha. Dạ. Dạ, tại Tết hôm nay con không có cho tụ tập đông người nên con không có vui ha. Dạ. Dạ.
Tiến Dũng xin thay kính chào toàn thể quý vị. Và hôm nay Tiến Dũng có dịp đến đây để thăm bà lão bán bánh bò. Thì luôn sẵn tiện đó, Tiến Dũng gửi những cái phần quà của các mạnh thường quân đã trao tặng cho bà, để cho bà có được cái số tiền mà mua thuốc men kia với chăm sóc bà mẹ già 93 tuổi. Thì hôm nay thì ghé ngay lúc bà đang làm chuẩn bị làm bánh bò quý vị ơi. Cho nên là bà hôm nay sức khỏe sao? Thấy ổn không? Sức khỏe. Bà đá bên bị giật đầu này nè. Giật đầu hả? Dạ. Giật đầu á. Dạ, lớn tuổi rồi, chụp chật bị bên này bên nọ. Cũng tạm ơn. Cảm ơn rồi. bà đang cảm ơn hết tất cả quý vị đã giúp bà trong thời gian vừa qua. Cảm ơn. Thấy bà rất là dễ thương. Cảm ơn.